Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Review sách 15 nguyên tắc vàng về phát triển bản thân John Calvin Maxwell. Mở khóa tiềm năng của chính mình. Xây dựng thế giới riêng của chính mình, phát triển sức mạnh của bản thân để không bị đánh bại bởi bất kỳ yếu tố ngoại cảnh hay nội tại nào chính là đích đến của những con người cầu tiến. Đối với bạn, để trở nên hoàn hảo hơn, không có cách gì khác ngoài thay đổi bản thân mình. Nhưng thay đổi như thế nào thì có lẽ là một câu hỏi lớn. 15 nguyên tắc vàng về phát triển bản thân sẽ giúp bạn tìm ra câu trả lời. Hy vọng cuốn sách sẽ là một phần không thể thiếu trên hành trình chọn đời hướng tới sự toàn vẹn hoàn mỹ nhất của bản thân bạn. John Calvin Maxwell là một tác giả, diễn giả và mục sư người Mỹ đã viết hơn 100 cuốn sách và được dịch sang 50 ngôn ngữ trên toàn thế giới. Những tác phẩm của ông tập trung vào lãnh đạo và phát triển bản thân. Năm 2014, ông được vinh danh là nhà lãnh đạo số 1 trong kinh doanh bởi Hiệp hội Quản lý Hoa Kỳ và là chuyên gia lãnh đạo có ảnh hưởng nhất trên thế giới bởi tạp chí Business Insider và Inc. John C. Maxwell nói rằng ông đã luôn mơ ước một ngày nào đó ông sẽ tác động đến thế giới và thay đổi nhiều mảnh đời. Và giờ đây, với những bài giảng cho những nhà lãnh đạo các công ty thuộc Fortune 500, nhân viên và sinh viên đại học, thành viên nhà thờ và những người lãnh đạo cộng đồng, ông luôn hướng tới mục tiêu giúp người khác nhận ra ý nghĩa và tiềm năng của họ, để họ có thể làm nên những điều vĩ đại cũng như có cuộc sống đầy đủ và trọn vẹn. 15 nguyên tắc vàng về phát triển bản thân được xuất bản năm 2012 là cuốn sách thứ 3 trong series những cuốn sách về nguyên tắc của John Maxwell. Những tác phẩm trước đó đã được bán ra với hơn 2 triệu bản là 21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo và 17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm. Trong ấn phẩm tiếp theo này, độc giả sẽ tìm ra phương pháp để nỗ lực học tập không mệt mỏi, vượt qua mọi thất bại để không ngừng phát triển và hoàn thiện bản thân. 15 nguyên tắc vàng về phát triển bản thân được chia làm 15 chương với 15 nguyên tắc giống như tựa đề. Mỗi chương bắt đầu bằng những câu trích dẫn và là những phân tích qua những câu chuyện của tác giả về từng nguyên tắc, từ đó giúp độc giả áp dụng vào thực tế. Những áp dụng này nếu hành động và sử dụng chúng trong một thời gian dài thì thành quả mà có được sẽ khiến bạn bất ngờ. Nội dung nổi bật trong 15 nguyên tắc vàng về phát triển bản thân. Nguyên tắc có chủ đích. Sự phát triển không tự nhiên diễn ra. 15 nguyên tắc vàng về phát triển bản thân nói rằng, có lẽ có rất nhiều việc bạn sẽ không muốn làm, không hề thấy hứng thú gì với những việc đó. Nhưng hãy cứ làm đi, ngay lúc này, khi bạn hành động, khi đó động lực sẽ được tạo ra và bạn sẽ tiến gần hơn với tiềm năng của chính bạn. Nguyên tắc nhận thức, bạn phải hiểu chính mình để phát triển bản thân. Những câu hỏi trong cuốn sách 15 nguyên tắc vàng về phát triển bản thân sẽ giúp bạn định hướng về chính mình, đưa ra những cảm nhận của bản thân và thực hiện những hành động, và hãy nhớ bất cứ sự thay đổi nào đều có sự trả giá và hy sinh. Nguyên tắc chiếc gương, bạn phải nhìn thấy giá trị ở bản thân và bổ sung giá trị cho bản thân. Lòng tự trọng cá nhân và sự so sánh có thể hạn chế tiềm năng phát triển của bạn, hãy luôn tin và mở rộng khả năng của bạn. Thực hành những kỷ luật và bắt đầu bằng những giá trị dù là nhỏ nhất mà bạn có thể tạo ra cho người khác. Rồi một ngày, bạn sẽ đi xa hơn, có trách nhiệm với bản thân và quyết định chính cuộc sống của mình. Nguyên tắc suy ngẫm, học cách tạm dừng để sự phát triển có thể bắt kịp bạn. Trong 15 nguyên tắc vàng về phát triển bản thân, không phải lúc nào cũng tiến về phía trước là điều tốt, có nhiều lúc bạn nên dừng lại. Đánh giá và suy ngẫm về những việc mà bạn đang làm, những thành quả mà bạn đang có được. Vào cuối ngày, bạn có thể tìm một không gian mà nơi đó bạn có thể để bản thân yên lặng suy ngẫm. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Trong thế giới đó, chỉ có bạn, giống như bạn là một người thứ ba nhìn lại những gì đã trải qua trong ngày và trả lời cho những câu hỏi mà bạn đã băn khoăn. Nguyên tắc nhất quán, động lực giúp bạn tiếp tục, kỷ luật giúp bạn phát triển. Mọi người khi có cảm hứng, khi được khuyến khích thì sẽ tiếp tục làm việc, đó là điều bình thường. Nhưng để phát triển, bạn cần có kỷ luật và thực hiện chúng một cách nhất quán. Việc lặp lại những thay đổi nhỏ hàng ngày, biết được bạn nên thay đổi điều gì, tại sao cần thay đổi như thế nào và thực hiện chúng ngay lập tức. Thời gian sẽ là câu trả lời cho những nỗ lực của bạn. Nguyên tắc môi trường, sự phát triển nở rộ trong những môi trường thuận lợi. Bạn luôn luôn cần đánh giá lại môi trường sống và làm việc của mình, nếu trong môi trường sống mà không giúp bạn phát triển theo thời gian, thì bạn cần thực hiện những thay đổi bản thân và cải thiện môi trường xung quanh bạn. Những người mà bạn tiếp xúc dám đương đầu với những thách thức và thậm chí là những chỉ trích.
Không phải tất cả mọi người sẽ cho rằng bạn đúng, nhưng nếu bạn không thử, bạn sẽ không biết được khả năng của mình. Thành công là một chuỗi những phép thử. Nguyên tắc thiết kế để tối đa hóa sự phát triển. Hãy đưa ra các chiến lược. Cuộc sống có rất nhiều khía cạnh, hãy liệt kê ra những lĩnh vực mà bạn muốn cải thiện. Tiến hành những kế hoạch để cải thiện và phát triển nó. Khi mọi thứ đi vào hệ thống và bạn có khả năng đánh giá hiệu quả chiến lược của mình, bạn mới có thể phát triển hết những khả năng chưa được khám phá của chính mình. Nguyên tắc nỗi đau, quản lý tốt những trải nghiệm xấu sẽ dẫn đến sự phát triển tột bậc. 15 nguyên tắc vàng để phát triển bản thân cũng khuyên bạn nên sống biết ơn và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Nguyên tắc dây chun, sự phát triển ngừng lại khi bạn mất cảm giác về khoảng cách giữa nơi bạn đang đứng và nơi bạn có thể đứng. Hãy đặt mục tiêu một cách vừa phải để bạn có thể tạo khoảng cách giữa hiện tại và tiềm năng tương lai bạn có thể trở thành. Hãy sống với một giấc mơ lớn. Nguyên tắc đánh đổi, bạn cần từ bỏ để trưởng thành. Chuỗi ngày yên bình sẽ đánh đổi bằng sự tẻ nhạt và nhàm chán. Hãy thử từ bỏ và xác định những điều mà bạn có thể từ bỏ bây giờ. Nếu bạn có thể kiểm soát được kết quả xảy ra dù thế nào thì cũng đáng để bạn thử một lần. Nguyên tắc tò mò, có thể kích thích sự tò mò bằng cách đặt câu hỏi tại sao. 15 nguyên tắc vàng về phát triển bản thân, hy vọng bạn sử dụng câu hỏi tại sao bên mình một cách thường xuyên. Thứ ngăn cản bạn phát triển bản thân là sợ thất bại và quá coi trọng bản thân, hãy chấp nhận những rủi ro. Để bạn có một bước tiến lớn hơn trong cuộc sống. Nguyên tắc làm gương, rất khó để tiến bộ khi bạn chẳng có ai để học tập. Hãy tìm một người cố vấn cho bạn, học hỏi từ người đó, không cần phải là người sẽ đối diện và trả lời cho câu hỏi của bạn, mà là người bạn có thể học hỏi thậm chí từ xa. Những phẩm chất, kỹ năng và lĩnh vực mà bạn cần được hướng dẫn để phát triển. Từ đó tìm hiểu và đưa ra câu trả lời. Hãy cứ kiên trì tìm người thầy cho chính mình. Nguyên tắc mở rộng, phát triển luôn tăng cường khả năng của bạn. 15 nguyên tắc vàng về phát triển bản thân hướng dẫn bạn cách tăng được năng lực tư duy. Vì tư duy sẽ định hướng việc tối đa hóa khả năng của bạn. Nguyên tắc đóng góp, phát triển bản thân giúp bạn phát triển người khác. Hành trình phát triển bản thân là một hành trình không ngừng, những nỗ lực phát triển của bạn không phải là sự tự mãn, mà phát triển để không ai có thể kiểm soát cuộc sống của bạn. Hãy học cách sống đặt người khác lên trên, những người mà bạn ưu tiên trong cuộc sống, từ đó sẽ thúc đẩy bạn mong muốn giúp đỡ mọi người xung quanh. Rất ít ai mất đi niềm vui khi giúp đỡ người khác. 15 nguyên tắc vàng về phát triển bản thân là một cuốn sách có giá trị lớn lao, đem lại rất nhiều khía cạnh mới, góc nhìn mới cho độc giả. Hy vọng rằng, với cuốn sách này, bạn sẽ trở thành người mà bạn luôn mong muốn và những thất bại sẽ không cản bước được bạn. Hãy tự tin bước đi trên đôi chân của chính mình bạn nhé! Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.